Vâng, đến với giải đấu Gia Phú Cúp năm nay thì giải đấu quy 24 đội bóng là một trong những sân chơi năm nay thì ra mô hình của giải bóng đá vô địch châu Á Asian Cup 2019. Cầu thủ màu áo nước Đức không được. Chào mời nào. Bóng đã đi hết từ nhà một tình huống phát bóng lên rất nguy hiểm đối thủ FC Bình Thạnh. Dường như toàn bộ các cầu thủ của FC Bình Thạnh đã dồn lên phần sân rồi. Sau một tình huống nỗ lực mang tính dứt điểm thì số 6 của các cầu thủ FC Bình Thạnh là Thanh Hòa. Vâng, tuy nhiên một tình huống xử lý rất đẹp mắt của Thiên Trí, tuy nhiên thì thủ môn Phước Sơn đã rất là tỉnh táo và cảnh giác trong tình huống vừa rồi. Sau khi các cầu thủ U22 đã thất bại trong giải đấu trên sân nhân tạo tại Thiên Trí. Vâng, đã có một tình huống phản lưới, tuy nhiên thì dường như là bóng đã ở ngoài vòng cấm. Vâng, như vậy là trọng tài đã rút thẻ vàng đầu tiên của trận đấu, cảnh cáo. Đồng hàng. Nhưng đó là một tình huống phạm lỗi cần thiết khi Châu Tây đã được các cầu thủ qua đang tấn công. Đi, đi, mẹ ơi! Đi, xoay chút mà.
Không được. Không được. Minh Hải vẫn tỏ ra chắc tay trong tình huống vừa rồi. Hoàn toàn có bóng ngay trước của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam chúng ta. Mọi người cản phá những tình huống không tưởng. Vâng, trước các cầu thủ WM. Một tình huống chọc kia rất đẹp. Bình Thanh không được. Thì tỷ số bây giờ đã có thể là không phải là 4-3 nữa. Thì các cầu thủ ngoài đã đang nỗ lực tràn lên tấn công. Tỏ ra rất nguy hiểm. Thì Phước Sơn đang làm ngán lòng các chân sút. Văn Toàn. Cái tình huống không được. Văn Toàn là một cái tên chúng ta liên tưởng đến một cầu thủ nhỏ con của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Tuy nhiên thì Văn Toàn trong đội qua không hề nhỏ con. Xuất đi. Vâng, một đường tấn công. Tuy nhiên thì thành ra tuy nhiên thì trọng tài đang có những sự nhắc nhở đối với Thành Danh. Chúng tôi nói Phước Sơn trong những tình huống hiệp 2 thì đấu rất cảnh giác trong những tình huống này. Ông sao, mình tới đây. Cắt bóng nếu như chính xác hơn của số 14 Ngọc Thạch. Một tình huống nguy hiểm, sút không được. Một tình huống đảo người vào tung được cú sút bằng chân trái. Tiếng kêu cầu thủ. Ngọc Tung. Tuy nhiên thì một tình huống bỏ bóng rất ngăn chặn. Mạnh Quân sút đi vào. Vâng, như vậy là tỷ số đã được nâng lên là 5-4. Cầu thủ vào thân sát tay người cầu thủ vào Phước Cường đã nâng tỷ số lên là 5-4. Một trận đấu nỗ lực hay cống hiến cho khán giả những pha bóng đôi công. Với kinh nghiệm và bản lĩnh của mình thì các cầu thủ vào Wow đã không bị I'm gonna go get some more.